Honda HR-V 2022 vừa ra mắt tại Indonesia với 4 phiên bản. Honda HR-V 2022 vừa được trình làng tại Indonesia với 4 phiên bản, trong đó có 3 phiên bản sử dụng động cơ VTEC 1.5 lít xăng hút khí tự nhiên và một phiên bản dùng động cơ VTEC turbo 1.5 lít. Khác với phiên bản tại thị trường Thái Lan đã có biến thể EHEV Hybrid, Honda HR-V 2022 tại Indonesia được phân phối với 4 phiên bản đều sử dụng động cơ xăng. Trong đó, 3 phiên bản sử dụng động cơ VTEC 1.5 lít xăng hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 121 mã lực và mô men xoắn cực đại 145 N. Phiên bản còn lại dùng động cơ VTEC turbo 1.5 lít, cung cấp công suất 177 mã lực và mô men xoắn 240 N. Tất cả các phiên bản HR-V 2022 đều dùng CVT. Tại Indonesia, HR-V phiên bản S có giá bán 355,9 triệu rupiah, khoảng 563 triệu đồng. Từ phiên bản này, HR-V 2022 được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe Honda Sensing, đèn pha full LED, đèn LED chạy ban ngày, mâm hợp kim 17 inch, cụm đồng hồ công cụ TFT 4,2 inch, màn hình cảm ứng cho hệ thống thông tin giải trí 7 inch, hệ thống âm thanh 4 loa và tính năng kết nối điện thoại. Ngoài ra, còn có chức năng an toàn như khóa cửa tự động, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc, ổn định thân xe, phanh ABS, EBD, hỗ trợ phanh, phanh đỗ điện và giữ phanh tự động. Tiếp theo là phiên bản HR-V có giá 379,9 triệu rupiah, khoảng 601 triệu đồng. Sẽ bao gồm các trang bị trên bản tiêu chuẩn của HR-VS và được bổ sung như tính năng khởi động từ xa, lẫy chuyển số sau vô lăng, gương tự động gập, gương ngoại thất tích hợp đèn báo rẽ LED và ổ cắm điện cho hàng ghế thứ hai. Với khoang nội thất, HR-VE được trang bị vô lăng bọc da, ghế combi, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, tựa tay cho hàng ghế sau tích hợp giá để cốc. Phiên bản HR-VE xe có giá 399,9 triệu rupiah, khoảng 632 triệu đồng. HR-VE xe sẽ có trang bị như trên bản E nhưng có thêm cửa sổ trời toàn cảnh, đèn sương mù LED, mâm hợp kim 18 inch, màn hình cảm ứng điện dung 8 inch cho hệ thống giải trí. Cao cấp nhất là HR-V Turbo RS có giá 499,9 triệu rupiah, khoảng 790 triệu đồng. Ngoài trang bị động cơ tăng áp mạnh mẽ, biến thể này còn sở hữu body kit RS và ống xả kép. Bên trong, nội thất xe được bọc da màu đen với đường chỉ khâu màu đỏ, vô lăng bọc da, cụm đồng hồ công cụ TFT 7 inch, hệ thống âm thanh 4 loa. Phiên bản này có 3 chế độ lái Sport, Normal và Ican. Honda HR-V 2022 tại thị trường Indonesia có 6 màu sơn ngoại thất gồm Crystal Black Pearl, Platinum White Pearl, Lunar Silver Metallic, Mid Oral X-Ray Metallic, San Kaki Pearl 2TONE và Ignite Red Metallic 2 Tone. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.